Bây giờ đi giải bài tập này. Làm thì cho nó đẹp đẹp tí. Container này. Ôn lại luôn nhá. Chia hai cột thì là MD6 nhân 2 lên là được hai cột như thế này. Được chưa? Bên này là form đăng ký. Row. Thiếu cái row thì dòng. Bên này là form đăng ký, còn bên này là hiển thị thông tin sau khi đăng ký. Được chưa? Thì mình đã có cái form như thế này. Được chưa? Bây giờ tạo cái form bên này gồm họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu và confirm mật khẩu. Thế thôi nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có là họ tên này, file là text này, ID là TXT name này. Được chưa? Black order là cái ẩn ở bên trong ấy, như nhập đầy đủ họ tên. Danger để primary đi. Đăng ký. Còn ví dụ cho nhập lại thì sẽ là cái gì nhỉ? Nhập lại. Reset. Ok. Ok. Được chưa? Form này rồi. Nhập lại cho nó màu khác đi. Danger là màu đỏ được chưa? Ok. Cho cái này nó cách bên dưới, cách bên kia một tí thì Marine tốt vào ở đây đúng không? Sau này các bạn viết thì các bạn nên tạo file riêng, CSS riêng để viết nhá. Đây. Ok, chưa? Bây giờ khi mà nhập không đúng thì sẽ hiển thị thông báo ngay ở bên cạnh thằng họ tên này luôn. Đó, thay vì alert ra, đó, người dùng sẽ cảm thấy rất là khó chịu trong cái việc đấy. Chúng ta học thì chúng ta thử như thế thôi, nhưng mà tương tác với khách hàng thì chúng ta nên thông báo ngay ở đây. Thế thì bây giờ là tất cả các cái trường này đều là bắt buộc người dùng nhập, thì chúng ta phải có cho nó một cái span ở đây và có một cái dấu sao ở đây để ký hiệu cho việc bắt buộc người dùng nhập, và có một cái class có tên là txt red. Class của chúng ta là txt red như thế này. Bây giờ khi muốn mà người dùng nhập không đúng thì sẽ thông báo bên cạnh họ tên, thì chúng ta sẽ có một thẻ span ở đây. Đó, span nó sẽ không bị xuống dòng. Span ngay sau label như thế này. CSS thì sẽ đặt ở bên dưới thằng bootstrap này. Không tạo file riêng nhá, viết luôn ra cho mọi người dễ nhìn nhá. Mọi người viết thì mọi người phải tạo một file CSS ở đây này. Đúng không ạ? Sau đấy thì link nó vào, sau đấy sang file kia viết, được chưa? Còn thầy viết ở đây để tiện cho mọi người nhìn nhá. Có 3 hay 4 cách nhúng CSS vào mà. Thì ở đây là chúng ta có class này. Thì để làm gì? Chúng ta sẽ có một cái color cho nó là màu đỏ. Font style cho nó là italic. Ok. Ví dụ như là người dùng không nhập họ tên thì mình sẽ thông báo vào đây là vui lòng nhập họ tên. Ví dụ thế. Thì chạy lên xem nó như thế nào. Như thế này, được chưa? Tất cả những ô đỏ này đều là bắt buộc người dùng nhập vào. Còn cái thông báo này sẽ là cái thông báo khi người dùng bấm vào đăng ký. Nó sẽ hiển thị thông báo như thế này. Ok. Bây giờ là muốn thông báo được vào đây thì chúng ta phải cần ID của nó. Có Hero name. Thì on blur sẽ được đặt vào khu vực input của thằng này. On blur check
phần mềm khai báo hàng. Sau đấy hàng này được tạo trên này, hàng này tạo trên này thì viết xuống dưới cùng này, đúng không? Chuẩn ra thì chúng ta phải tạo một file JS ở đây chúng ta viết, đúng không? Nhưng mà để thuận tiện nhìn hơn thì không phải chuyển file đi qua lại, nhưng thầy giới viết ở đây đấy, function đúng không, tên hàm alert cái xem được chưa. Thế bây giờ là đặt chuột vào đây nhập đấy, sau đó đặt chuột theo thao tác người dùng mà, thì kiểu gì nhập ở đây xong thì kiểu ta đặt chuột xuống đây nhập, nhập xong nó sẽ báo như thế này. Vậy là cái alert 1 này nó đang nằm ở đây, được chưa. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm gì, và nên lấy dữ liệu người dùng nhập vào đấy là sử dụng cái gì, document.getElement này nó không gợi ý nhỉ, by id, id của cái gì, txt name đúng không, txt name.value được chưa. Sau đấy thì mình muốn là nếu như người dùng làm sai thì mình sẽ thông báo vào cái ô hero name này, được chưa. Thì chúng ta cũng sẽ lấy dữ liệu của cái thằng ID có cái hero name này lên cái này luôn. Hero cái gì nhỉ, check hero name. Đấy, nhưng mà lúc này mình sẽ không lấy value, được chưa? Mình sẽ lấy là hero name thôi, đặt vào đây, được chưa? Sau đấy thì mình sẽ làm gì nhỉ? Bắt đầu kiểm tra đúng không? Nếu thằng name này mà là trống, không có gì, hoặc thêm một cái này cho nó chắc, bằng null, được chưa? Thì mình sẽ làm một cái điều gì đó ở đây. Tức là mình sẽ thông báo cho người dùng là username này không để trống. Bây giờ muốn thông báo vào cái này thì làm thế nào? Thì mình sẽ gọi thằng này đúng không? Thay vì là gọi cái cụm dài dài này nhiều lần thì mình sẽ gọi vào đây. Chấm inner HTML bằng họ tên không được không, đúng không ạ? Ngay lập tức thì mình có thể check được cái trường hợp này luôn rồi, thấy chưa? Đặt chuột vào trong này nhưng lại không nhập gì hết, bỏ qua, đặt chuột không nhập mật khẩu báo luôn, được chưa? Rồi tiếp theo đến một trường hợp khác, nếu nhập số, nhập số thì ngược lại, nếu hàm check một cái ký tự nào đó có phải là số hay không, hay là không phải là số, là có inan đúng không? Như thế này thì tức là thằng name này là ký tự, còn có dấu chấm than ở trước, có dấu chấm than ở trước thì lại là số. Nếu như người dùng nhập vào là số thì tôi sẽ báo luôn cái cụm này ra, nhưng mà cái cụm này có hiểu không? Có. Hiểu chứ? Hiểu. Tốt. Họ tên phải là cái gì nhỉ? Thông báo thì nó hay hay nhỉ. Rồi kể thử cho em nhá, em ai đúng nhá. Thông báo gì nhỉ, vui lòng cái gì nhỉ, họ tên không hợp lệ đi cho nó nhanh, đúng không ạ? Thì nó có tỷ thứ không hợp lệ lắm. Không nhập gì báo này, được chưa? Nhập số này, nhập số này, được chưa? Nhập số báo chưa? INAN là check xem cái đấy có là ký tự hay không mà. Cứ hiểu này là INAN truyền hồ biến là ký tự là về true, còn biến là số là về false. Nhưng có dấu chấm than trước thì nó sẽ về true nếu là số, được chưa? Nhưng mà cái này thì nó vẫn chưa xử lý được hết, đúng không? Ví dụ vừa ký tự vừa số thì nó không xử lý được. Đấy, nó không xử lý được. Nó không báo gì, tức là nó không xử lý được cái đấy.
Thôi bây giờ mình check qua qua đây. Regex name thì bạn đã có cái chuỗi như thế này. Nó sẽ bắt được những cái cho mọi người hiểu cách dùng rồi nhá. Mình sẽ có một cái regex name như thế này. Name này viết chữ N hoa nhá, nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Đúng không ạ? Khi khai báo một biểu tính chính quy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng xuyệt và kết thúc bằng xuyệt. Trong này có những ký hiệu như là dấu sao này, hoặc là dấu mũ như này này, hoặc là dấu xuyệt này, thì các bạn có thể search trên mạng để các bạn đọc những cái đấy như thế này. Rồi thì việc của chúng ta là thay vì là kiểm tra như này thì chúng ta sẽ có một cái gì nhỉ, regex này chấm đến thằng test này, đúng không, giới thiệu chúng test này, rồi truyền vào đây là cái người dùng nhập vào. Nếu như người dùng nhập vào mà trùng với thằng này thì tức là người dùng đang làm không đúng, đúng không? Đúng đồng đúng. Đây, cho mình dấu chân thang này trước. Họ tên không hợp lệ báo ra đúng không? Bài mình làm ra mà sao cứ lơ ngơ đi. Không nhập gì, báo ok, em làm lại. Nhập ký tự, không vấn đề gì đúng không? Nhập số, báo, được chưa? Nhập tên, sau nhập số, báo. Nhập số, sau nhập tên, báo, được chưa? Thế thì như thế này viết đúng hay viết sai? Hả? Dạ. Như này viết đúng hay viết sai mà sao vừa rồi nó là đúng? Chữ số ở trên cái đường tên là nó sẽ chữ số ở trên tên đó, đúng rồi, tên thì không phải chữ số. Được, ok, vậy là chúng ta đã xử lý được cái việc này rồi. Tiếp theo, ngược lại một trường hợp tiếp theo này, khi người dùng không nhập gì thì báo là họ tên không phải để trống, chậm lắm, không nhập gì thì báo đúng không, nhưng mà nhập rồi nhập tiếp theo nó vẫn báo như thế này, thế là thế nào? Đi à? Biết như thế nào? Thì bây giờ đúng không ạ? Bình thường là người dùng nhập mà để trống này thì báo này, đúng không ạ? Thì mình thay vì thế mình cho cái này là không có gì hết, được chưa? Và sau khi nó không có gì hết thì mình sẽ trả về nên, thấy chưa? Coi như là biến nên lúc này là hợp lệ rồi, ok rồi, xong rồi. Vậy là xong một hàng chấm nền, check nền. Bây giờ tiếp tục cái thành check phone. Ai là ngang nhảy, lâu nhảy. Check phone thì sẽ viết vào đây, cũng là on blur. Check phone như thế này, chấm phẩy. Check phone thì chúng ta sẽ viết lên trên này. Function check phone tên hàng, được chưa? Chúng ta cũng sẽ có va txt phone top cho nhanh nhá. Txt phone, đây là phone, đây cũng là phone, và đây cũng là phone, được chưa? Sau khi chúng ta lấy được nó rồi thì bây giờ chúng ta cũng phải đi kiểm tra nó. Nếu như mà nó phone này bằng trống thì tôi sẽ đưa ra thông báo là cái này chấm inner html bằng số điện thoại, đúng không? Học html5 cần gì qua rất là xong, đúng không? Tiếp theo là gì nhỉ? Ngược lại, nếu lúc này chúng ta cũng sẽ viết cho nó một cái regex số điện thoại, đúng không? Buổi trước slide có rồi, đúng không? Có chữ nhỉ? Mail à? Có phone à? Thì lại regex phone. Phone number nè, nhiều mà. Đấy, có cái này về, hoặc là tôi thấy ngoài này có cái phone number 10 character này. Đấy. Rồi.
cái này thì nó lại bắt nhập theo kiểu gạch ngang, cái này thì hơi lằng nhằng. Hoặc là hình như là trong này có này, các bạn về có tự tìm hiểu không hay tự viết. Quan trọng là đến đấy mình biết cách sử dụng, biết dùng ở đâu và như thế nào thôi. Đây, chưa? Xác thực số điện thoại và regex phone bằng cái này. Bắt đầu bằng xuyệt và kết thúc bằng xuyệt, đúng không? Ok, chúng ta cũng đi check như vậy thôi, vẫn là thằng regex này phone.s truyền vào cái thằng phone, được chưa? Như thế này thì không cần dấu chấm than này, đúng không? À, như thế này là nó trùng với cái này, trùng với cái này thì là đúng, còn ngược lại nó không đúng, đúng không? Thì mình lại báo ra là định dạng số điện thoại không đúng. Ok, thử phát nhá. Tên nhập ABC, số điện thoại không nhập gì báo ok. Nhập là ký tự báo ok. Nhập là số nhưng mà lại nhập là số nhưng mà lại như thế nào nhỉ? Số nhưng mà lại có ký tự, được chưa? Nhập vào ký tự, nhập vào số sau đến ký tự lại báo rồi. Nhập vào ký tự sau đến nhập số nó cũng báo. Nhập vào số nhưng mà lại nhiều quá, nhiều số, được chưa? Nó chỉ giới hạn 10 số thôi, nhập đúng thì nó mới ra, đúng không? Ok, đấy. Vậy là ràng buộc các kiểu đủ hết rồi nhá. Ngược lại thì cũng như thế này thôi. Check error name, check error phone bằng trống return ra phone, xong. Tiếp tục đến hàm email. Email function check email, chưa? Vẫn là cái cụm như thế này thôi, nhưng lúc này nó là email. Txt là email, email và email. Rồi, tự viết đi. Nếu email bằng bằng trống thì tôi cũng sẽ đưa cái thông báo này vào thằng này. Chấm inner.html bằng email không được để trống, được chưa? Các bạn xem để xem kỹ năng viết cũng như là căn chỉnh nhá, để cho nó dễ nhìn. Ví dụ như ở đây mà bạn nào mà cẩn thận như thế thì comment vào đây, đúng không? Hàm comment vào, ví dụ như là hàm check name chẳng hạn, đấy comment lại như thế này, đấy cẩn thận hơn thì viết thêm cái vào. Ok, xong rồi. Ngược lại nếu chúng ta sẽ có một cái thằng va gạch email. Rồi cái này chắc chắn slide có đúng không? Thì cái này nó có nhiệm vụ là viết lại định dạng của email. Viết lại định dạng của email. Hoặc là chúng ta có thể vào đây. Ok. Rồi. Chúng ta cũng gọi cái thằng này thôi.
regex@gmail.test, truyền vào đây là email. Chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thông báo là email không hợp lệ. Ok, còn ngược lại sẽ như thế này. Email chưa? Ok, bây giờ email là ABC truy báo đúng không? Thế thì cái này có khi là bị sai. Cái thằng hero email này có thể bị sai. Hero user không phải hero email. À, chưa có hàm check email luôn đúng không? Hero email đây phải là hero user và chúng ta phải có hàm on blur check email ở đây. Can cái tội lười viết cop là như thế đây. On blur check email. Ok. Bây giờ ví dụ như không nhập gì thì báo chưa? Nhập rồi không đúng cũng báo, nhập đúng. Ok, rồi không có vấn đề gì cả vì email đâu phải nhất thiết các bạn á còng email đâu, nó là email theo tên mình cấp sai mà, nhưng mình phải check thêm cả cái phần đấy nữa. Thì sau này các bạn đi làm ở công ty thì người ta phải cấp cho bạn cái email theo tên miền, theo tên miền của cái đơn vị đấy. Rồi ok, cái thằng mật khẩu thì hôm nọ là cái gì nhỉ, không chưa dấu cách à? Function check bar ở đây thì chúng ta sẽ có là cái password như thế này. Lấy password là bar txt bar a txt mật khẩu chấm value. Ở đây là check error bar. Error bar. Ok, có rồi. On blur vào đây. Ok, xong. Nếu như người dùng không tạo mật khẩu thì cũng báo. Nếu bat bằng bằng trống không có gì thì mình sẽ gọi cái thằng này chấm value. Chấm inner html. Được chưa? Ngược lại nếu ở đây sẽ có một cái biến var kiểm tra xem mật khẩu có chưa dấu cách hay không thì nó sẽ là var regex mật khẩu bằng bắt đầu bằng cái này và kết thúc bằng cái này, xuyệt cách như thế này. Xem nào, xuyệt này ấy nhỉ, như này đúng hơn. Ok, thử xem. Thằng này chấm test. Truyền vào đây là cái gì? Bat đúng không?
nếu như nó có chứa dấu cách. Nếu như nó chứa dấu cách, nó trùng với cái này thì báo ok đúng không? Cái này không cần chấm than đúng không? Đấy, có phải phải lúc nào chấm than đâu, phải để ý cái đấy nhá. Mật khẩu không chứa dấu cách. Ok. Còn bạn nào mà muốn làm cho nó hoành tráng hơn thì mật khẩu phải mạnh đúng không? Hả? Sao? Mạnh thì bao gồm những cái gì? In hoa này, in thường này, số này, ký tự này, trên 8 ký tự này, đúng không? Đấy là đặc mạnh. Thực ra thì bao gồm như thế thì tự mình có thể kiểm tra được đúng không? Tự mình lấy cái chuỗi ra sau đấy mình xem là có cái nào in hoa không, có cái nào in thường không, xem số lượng nó là hơn 10 ký tự chưa, à hơn 8 ký tự chưa, rồi chúng ta có thể tự kiểm tra được. Nhưng mà bây giờ nó sinh ra cái này rồi thì chỉ cần một cái bảng nhìn rất là ngoằng ngoằng như thế này thôi, nó có thể kiểm tra được. Mình cần phải tiếp theo nhiều lần. Ok, bây giờ là mật khẩu không chứa dấu cách này. Còn ngược lại thì mình sẽ return ra thằng bát này. Rồi ok nhá. Đầu tiên không nhập bát này. Đấy, không được. Xoay cái. Hero bát đầy đúng không? Chắc chắn là chuẩn rồi. Check aerobat inner html nếu bat bằng trống. Lớn xem nào. Ok, bắt được vào rồi, tức là nó chỉ sai ở trong này thôi. Bắt document get element by id txt mật khẩu. Ok. Sao? Chữ cao biết không ạ? Sao sớm nó lại vấn ra nhỉ? À rồi. Q. Ok, mật khẩu không nhập gì báo. Mật khẩu nhập 123. Cách. Báo, thấy chưa? Mật khẩu thì chúng ta phải dùng tag và password đúng không? Đâu mình dùng cái đây làm gì, bắt guốt mặc định nó phải không cho người dùng nhìn thấy đúng không? Chứ còn mình dùng cái đấy thì đâu có ảnh hưởng đến bài làm của mình đâu, đúng không? Không nọ là trong đề bài là không được dùng tag hoặc email như quay hoặc là cái gì đây number chứ đúng không? Chứ còn cái này thì đâu ảnh hưởng gì đâu. Rồi thằng xác nhận này thì nó giống hay thằng này thôi. Nó giống hết thằng này, thì ở thằng này mình sẽ có đây, nhân copy thằng này ra nhá. Copy thằng này ra, nhưng mà thằng này sẽ là thằng confirm bat như thế này, viết như thế này đi. Thì tại đây, tại thằng xác nhận mật khẩu này sẽ có một cái là on blur. Có như thế này. ID là như thế này. Aero combat ID là thế này. Ok, ID là như thế này. Cái này là cái gì? Aero combat thì ghi vào đâu? Ghi vào thằng này. Chưa? Check aero bát viết dài luôn đi là
nếu cái gì đấy, sau đấy lại này đúng không, thằng là gì, con bát này bằng đi cho nó chắc cú. Khác thì thằng nó mới đưa ra thông báo đúng không? Riêng đoạn này lại có thể dùng alert được. Đấy. Gọi là một cái cảnh báo đặc biệt thì mình sử dụng alert. Mật khẩu xác nhận không trùng khớp. Ok. Không nhập gì, ok này. Nhập 123 trên này, cách thì báo này. Nhập 123 không vấn đề gì này. Nhập 1234. Mật khẩu không được để trống. À. Chứ được đúng không? Đầu tiên là để trống thì báo này. Nhập chứ dấu cách không báo. Bát là cái gì? Bát là cái gì? À đúng rồi. Bát nào? Đây gì? À rồi. Nó thế thì hàm này nó sẽ trả về giá trị. Thì mình có thể trong hàm gọi hàm được. Đúng không ạ? Thằng bát này nó không biết là gì cả. À thằng con bát, à, thằng bát này nó không biết là gì cả thì chúng ta có thể va bát bằng check bát. Được chưa? Nó trả về mà. À, tôi thử alert cho thằng bát này xem. Ba nhập vào đây, đây chuột ra ngoài, lấy được 123, lấy được ô trên rồi. Điều này nó hiểu thằng bát này là cái gì. Ok. Vừa rồi nó không hiểu thằng bát này là gì mà, đúng không? Thì mình sẽ lấy thằng bát này từ cái hàm trên này. Đây là cách trong một hàm khác gọi hàm kia. Hoặc là các bạn có thể sử dụng bát bằng get element.id nhưng mà thấy nó dài. Được chưa? Thì viết như thế này. Ok, không nhập gì. 123 1234. Mật khẩu xác nhận không trùng khớp. Ok, 123. Rồi, ok, xong. Bây giờ lấy được toàn bộ giá trị rồi. Kiểm tra hết mọi thứ rồi. Thì bắt đầu đổ dữ liệu sang bên này. Thấy chưa? Thì đổ dữ liệu sang bên đấy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái form để đổ sang. Được chưa? BS3 form. À, thay bổ đổ ra đọc form trái nói gì. Rồi dùng một cái table này để chúng ta hiển thị dữ liệu ra. Ở đây sẽ có một cái label là thông tin bạn mới đăng ký. Được chưa? Thì nó sẽ như thế này. Ok, cái này nó sẽ không được hiển thị ra khi là người dùng chưa bấm vào cái này. Ok, bây giờ mình sẽ làm như thế này. Đầu tiên là mình sẽ có một cái hàm. Hàm này là hàm show. Hàm show này sẽ bấm vào thằng đăng ký. À, mình sẽ có một cái ID có tên là register. Không, ở đây sẽ có một cái on click. Là khi click vào thằng này thì mình sẽ thực hiện một cái việc làm nào đó. Thì khi mà click vào thằng này thì tôi sẽ kiểm tra xem là những cái trên này nó đã ok hay chưa. Thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là nếu như mà thằng check name này tồn tại xử lý rồi, ok, không có vấn đề gì rồi, thì và gì nhỉ, check phone và check email và check bát hay con bát hay nhỉ, con bát cũng được, thôi check cả bát cả con bát đi cho nó
Cái kia là cái gì? Ok. Hết chưa? Còn gì đâu? À. Được chưa? Tồn tại. Không. Xử lý qua mấy cái này tồn tại mình nhà mày rồi. Thì bắt đầu mình phải làm một cái điều gì đó ở đây. Mình trước tiên cứ phải test alert ra một đã. Còn ngược lại thì sẽ làm gì? Ngược lại sẽ đưa ra alert là vui lòng kiểm tra liệu khi đăng ký. Rồi, thông báo chung chung đấy đi. Đầu tiên không làm gì, bấm vui lòng kiểm tra dữ liệu khi đăng ký. Ok chưa? Còn bây giờ nếu như làm hết rồi này, họ tên là tôi nhập đúng này, số điện thoại là tôi phải nhập đúng này, email là cũng phải nhập 123 123, bấm đăng ký alert ra một nhá. Alert ra một thì tức là nó đang vào đây rồi. Thì bây giờ tại khu vực này thì tôi sẽ đổ dữ liệu ra cái thằng table này. Được chưa? À, bây giờ đổ ra bằng cách nào? Căng thẳng này. Bây giờ như thế này. Hơi rối một tí, nhưng mà các bạn cứ nhìn nhá. Copy toàn bộ cái này. Đặt cái này là gì? ID là show info. Copy toàn bộ cái này lưu vào một cái biến trong thằng alert 1 ở đây. Tại đây là tôi sẽ hiển thị dữ liệu khi người dùng nhập đầy đủ thông tin. Được chưa? Bắt đầu là sẽ có một cái va, có cái biến tên là data sẽ bằng cái cụm này. Là cái cụm chúng ta vừa tạo ra cái table đấy. Được chưa? Cho nó vào nhà dấu nháy rồi mà. Hơi lâu một tí nhưng mà đến lúc ra kết quả thì hy vọng nó sẽ đẹp. Ok. Ok. Vậy là chúng ta có một cái form table như này rồi, nhưng mà thay vì là viết theo kiểu HTML dòng này dòng kia thì chúng ta đưa nó vào trong này. Sau đấy chúng ta sẽ có một cái là data bằng data cộng chuỗi, thì chúng ta sẽ ghi là cộng bằng hoặc là bằng data cộng với một cái gì đấy ở đây. Được chưa? Thế thì thằng tbody đâu nhỉ? Tbody ở đây đúng không? Table tbody, copy thằng tbody lại nhá. Đấy, từ đây thôi. Thì ở đây tôi sẽ có data này, cộng này, bằng này. Cái này. Tbody tr td tbody. Ok, đến đến đây. Được chưa? Đến đây tôi sẽ có là một tr là một dòng, một td là một cột. Đến đây đi. Được chưa? Chấm phẩy một cái. Hơi dối nhỉ. Data cộng bằng tiếp cái này td tr td rồi tr td td tr là cái này là ở bên dưới. Được chưa? Lại data cộng bằng tiếp cái này. Chưa? Và bây giờ tôi sẽ đổ dữ liệu vào thằng TD này. Đấy. Đổ dữ liệu vào thằng TD này thì cứ một TD sẽ là một cái mà. Ở đây là cái gì nhỉ? Họ tên. Họ tên này. Cứ sau một cái TH này sẽ là một cái dữ liệu mà. Họ tên thì đến gì? Số điện thoại. Sau đấy sẽ đến gì? Email. Sau đấy sẽ đến mật khẩu ai sâu ra.
sau một cái này thì bắt đầu chúng ta sẽ cộng chuối thôi. Cộng với cái gì? Họ tên thì sẽ cộng với cái gì? Hàm tích name của chúng ta trả ra cái gì? Trả ra giá trị name đúng không? Chúng ta phải gọi tích name mà thôi. Ok, thử bắt xem nhá. Chạy không? Xấu á? Quên đi, không có chuyện xấu ở đây đâu. À thì đang thử một cái trước rồi. Ai sau mỗi lần cứ phải nhập cái này mỗi tay nữa nha. Ai? Nhưng mà tôi nghĩ là có đưa vào nó không ra đâu. Bây giờ thử nhá. Show info đúng rồi, chúng ta đưa vào thằng inner html ở đây. Document chấm get element by id có tên là show info và chúng ta sẽ chấm inner html bằng data đúng không? Ok, ra không? Ra không? À? Không ra, tôi nghĩ là không ra. Con click có thôi. Con click thằng đăng ký. Đăng ký con click digiter được chưa? Hàm của ta là gì? Hàm của chúng ta là digiter đúng chưa? Mà bây giờ thích một cái là thử alert ra một đây xem nhá, xem nó có bắt vào cái thằng trong này chưa. Ok, gọi bắt vào rồi đúng không? Kiểm tra đầy đủ dữ liệu nhưng cuối cùng lấy không lấy được. Thằng form này là nó là submit thì sau một lần nó lại phải load lại trang, cho nên là sau cái thằng này ta sẽ return for nó, thấy chưa? Thì lúc này nó sẽ dừng lại cho chúng ta xem. Còn tại đây thì bắt đầu chúng ta sẽ nhân ra thôi. Name phone email ấy rồi thôi, bắt gút sau ra làm gì. Đấy, thì coi như là xong. Thì khi mà mình đăng ký như thế này rồi thì toàn bộ dữ liệu này nó chỉ hiện ra đây thôi. Còn F5 thì nó lại mất. Đúng không ạ? Mình không lưu được những thông tin này lại của khách hàng. Thì sau này chúng ta học PNB thì thao tác nó vẫn như thế thôi. Mà chúng ta sẽ lấy dữ liệu là chúng ta đưa lên database và chúng ta đọc ra.